Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã rà soát và tìm thấy tổng cộng 35 trường hợp được báo cáo có các biểu hiện của co giật sau khi dùng thuốc lá điện tử giai đoạn từ năm 2010 đến đầu năm nay, đặc biệt là người trưởng thành và thanh thiếu niên. Theo thông báo, cơ quan chức năng sẽ điều tra xem mối liên hệ giữa thuốc lá điện tử với các biểu hiện của chứng co giật ở những trường hợp này. Thông báo mới nhất về các vấn đề liên quan đến thuốc lá điện tử được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Mỹ ngày càng lo ngại về những tác hại của sản phẩm này. Năm 2010, thuốc lá điện tử bắt đầu xuất hiện và tới năm 2014, loại sản phẩm này đã vượt qua phương thức hút thuốc lá truyền thống ở Mỹ. Thuốc lá điện tử được phát minh với mục đích thay thế cho cách hút thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, tới nay, tính an toàn của thuốc lá điện tử vẫn là chủ đề gây tranh cãi, do có nhiều ý kiến cho rằng hút thuốc lá điện tử gây hại nhiều lần cho người sử dụng.